Cảm ơn quý khán giả đang theo dõi chương trình phát hình của Hồng Việt TV. Trở lại với bản tin chiều thứ hai hôm nay, sau đây là phần tin quốc tế được mở đầu với anh Ngọc Triệu. Sau đây là phần tin quốc tế. Ukraine đã giành lại 3 ngôi làng ở miền Nam và miền Đông. Tổng thống Zelensky vào hôm Chủ nhật thông báo là tiến triển trong cuộc phản công thì Ukraine đã bắt đầu thực hiện tuần trước. Cảm ơn lực lượng vì đã giành lại 2 ngôi làng ở miền Nam và ngôi làng thứ 3 thì ở miền Đông, cũng như vùng lãnh thổ khác ở miền Đông đất nước. Ông không nói cụ thể địa điểm của những vùng lãnh thổ này và cũng không cho biết thời gian, chỉ nói là ông nhận được báo cáo tốt. Tại cuộc họp với ông Chủ nhật từ các chỉ huy quân đội và lãnh đạo tình báo, trong vài phát biểu vào tối ngày Chủ nhật thì ông Zelensky đã cảm ơn lực lượng vì đã giải phóng một ngôi làng ở khu vực Donetsk ở miền Đông và giành lại một số vùng cao nguyên cũng như khu vực miền Đông theo hướng Lysychansk, Siversk và giải phóng hai ngôi làng ở tại miền Nam. Phó chủ nhiệm văn phòng Tổng thống trước đó đã đưa lên tấm hình binh lính treo cờ Ukraine tại một ngôi làng ở miền Nam, vốn là trọng tâm của cuộc phản công. Nằm ở phía bắc của bán đảo Crimea thì khu vực Kherson đã bị lực lượng của Nga chiếm giữ trong những ngày đầu của cuộc xâm lược. Quân ly khai thân Nga đã chiếm giữ Lysychansk ở khu vực Luhansk vào hồi đầu tháng 7. Trong cuộc giao tranh để giành lấy quyền kiểm soát khu vực Donbass ở miền đông của Ukraine. Nước Đức đưa thêm quân nhân đến Lithuania. Thưa quý vị, khoảng 100 quân nhân Đức đến Lithuania hôm Chủ nhật, sau khi Đức cam kết củng cố sự hiện diện ở sườn phía đông của NATO theo sau cuộc xâm lược Ukraine của Nga. Binh lính Đức xuống khỏi phà ở thành phố cảng Klaipeda. Họ sẽ gia nhập đơn vị chỉ huy của lữ đoàn mới. Chỉ huy lữ đoàn Christian Norath cho biết, thông điệp của Đức với các đồng minh trên sườn phía đông là nước Đức cam kết bảo đảm an ninh. Đơn vị chỉ huy sẽ đóng quân ở Lithuania, trong khi các đơn vị tác chiến sẽ tham gia tập trận cùng với đơn vị chỉ huy. Một quan chức quân đội Đức cho hay, cuộc tập trận đầu tiên có thể diễn ra trong tháng 10. Nước Đức đã có khoảng 1.500 quân nhân ở Lithuania, các nước Estonia, Latvia và Lithuania, lo sợ họ có thể trở thành mục tiêu kế tiếp nếu Nga đánh bại Ukraine. Kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột, những quốc gia này đề nghị thêm binh lính NATO và thành lập các lữ đoàn để thay thế các đơn vị hiện hành. Thủ tướng Olaf Scholz hồi tháng 6 nói rằng, Đức sẵn sàng điều động thêm binh lính đến Lithuania hướng đến một lữ đoàn tác chiến có thể vừa răn đe vừa ngăn chặn bất kỳ cuộc xâm lược nào. NATO củng cố sườn phía đông trong những năm gần đây, đặc biệt kể từ khi Nga sáp nhập Crimea vào năm 2014. Năm 2017, 4 nhóm tác chiến đa quốc gia được đưa đến 3 nước Baltic và Ba Lan. Theo sau cuộc xâm lược Ukraine hồi tháng 2, NATO quyết định thành lập 4 nhóm tác chiến mới ở Bulgaria, Hungary, Romania và Slovakia. Mười người bị thiệt mạng trong vụ đâm người ở tại Canada. Cảnh sát của Canada truy tìm hai nghi phạm trong một loạt vụ đâm người đã làm cho 10 người bị thiệt mạng và ít nhất là có 15 người khác bị thương, và phần lớn là ở một cộng đồng thổ dân cư dân thưa thớt vào sáng ngày Chủ nhật. Các vụ đâm người ở 13 địa điểm là một trong những vụ giết người hàng loạt đã gây ra nhiều thương vong nhất trong lịch sử của Canada và gây chấn động đất nước, nơi ít khi mà xảy ra các vụ bạo lực hàng loạt. Thủ tướng Justin Trudeau cho biết ông bàng hoàng vì những cuộc tấn công khủng khiếp này, và ông gửi lời chia buồn đến những người bị ảnh hưởng và nhân dân của Saskatchewan. Cảnh sát xác định là hai nghi phạm bao gồm Damien Sanderson, 31 tuổi, và Miles Sanderson, 30 tuổi, cung cấp hình ảnh cũng như mô tả nhận diện, nhưng chưa cho biết nguyên nhân. Lãnh đạo của thổ dân thì cho hay cuộc tấn công có thể liên quan đến ma túy, và Liên đoàn Thổ dân đại diện cho 74 bộ lạc ở tại Saskatchewan cho biết rằng đây là sự tàn phá chúng ta phải đối diện khi mà ma túy độc hại đã xâm nhập các cộng đồng. Vào hồi tháng 5 thì Miles Anderson được chương trình Saskatchewan Crime Stopper xem là lẩn trốn trái luật. Hiện thì chưa rõ tại sao anh ta lại bị truy nã, và hai nghi phạm đi trên chiếc Nissan Rogue
màu đen và được nhìn thấy ở thành phố Regina, cách các cuộc tấn công ở bộ lạc James Smith Cree và làng Weldon vào khoảng 320 km. Trong cuộc họp báo thì cảnh sát cho biết có vẻ là một số nạn nhân chính là mục tiêu tấn công, một số khác thì bị tấn công một cách ngẫu nhiên. Do đó, khó có thể xác định được nguyên nhân tại thời điểm này. Bộ lạc James Smith Cree thì có khoảng 3.400 người, mà chủ yếu để họ trồng trọt, săn bắt và đánh cá. Được biết, làng Weldon có khoảng 200 người dân. Nhìn sang Á Châu, thưa quý vị, động đất 6.6 độ Richter làm rung chuyển miền Tây Nam Hoa Lục. Một trận động đất 6.6 độ Richter làm rung chuyển Tây Nam Hoa Lục hôm nay gây rung lắc các tòa nhà ở thành phố Thành Đô, nơi lệnh phong tỏa COVID-19 buộc hàng triệu người dân phải ở nhà. Cơ quan khảo cứu địa chất Hoa Kỳ cho biết, động đất xảy ra cách thành phố Khang Định ở tỉnh Tứ Xuyên khoảng 43 km, tâm chấn ở độ sâu 10 km. Ít nhất 21 người thiệt mạng trong trận động đất. Chấn động có thể cảm nhận được ở thủ phủ Thành Đô và Trùng Khánh. Một người dân ở Thành Đô cho biết ông cảm thấy động đất rất mạnh. Một số hàng xóm của ông ở tầng trệt cảm nhận rõ hơn. Một người ở Trùng Khánh cho hay động đất làm đèn và đồ đạc trong apartment ở tầng 5 của ông rung lắc. Truyền thông nhà nước cho biết hơn 500 nhân viên cứu nạn được điều động đến tâm chấn và nhiều trận dư chấn được ghi nhận ở các vùng lân cận. Một trận động đất 4.6 độ Richter xảy ra ở phía đông Tây Tạng, chưa đầy một giờ đồng hồ sau trận động đất đầu tiên. Động đất thường xuyên xảy ra ở Hoa Lục, đặc biệt ở khu vực Tây Nam. Năm 2008, một trận động đất 8 độ Richter ở huyện Mân Xuyên, ở tỉnh Tứ Xuyên, làm cho hàng chục ngàn người thiệt mạng và gây thiệt hại nặng nề. Ít nhất 4 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương sau hai trận động đất ở Tây Nam Hoa Lục hồi tháng 6. Lúc đó, một trận động đất 6.1 độ Richter xảy ra ở khu vực dân cư thưa thớt cách Thành Đô khoảng 100 km. 3 phút sau đó, trận động đất thứ nhì với cường độ 4.5 độ xảy ra ở huyện gần đó. Thành Đô hôm Chủ nhật gia hạn phong tỏa để chặn đứng đợt bùng phát COVID-19 với hàng trăm ca nhiễm virus. Khu vực này cũng vừa trải qua đợt nắng nóng kỷ lục làm khô cạn những dòng sông ở Trùng Khánh. Nam Hàn chuẩn bị cho một trận bão rất mạnh. Bão Hin Nam No vào hôm nay đến gần với Nam Hàn đã buộc nhiều chuyến bay phải hủy, làm gián đoạn một số hoạt động kinh doanh và trường học phải đóng cửa. Khi Nam Hàn nâng mức báo động bão lên cao nhất, mưa lớn và gió mạnh ở miền Nam của đất nước, trong khi trận bão thì di chuyển lên phía Bắc với vận tốc là 15 mile một giờ. Bão Hin Nam No dự báo đổ bộ vào thành phố cảng Busan vào sáng sớm ngày thứ Ba, sau khi đến vùng biển ở ngoài khơi đảo Jeju vào ngày hôm nay. Tổng thống Yoon Suk-yeol cho biết là ông chuẩn bị sẵn sàng cho tình trạng khẩn cấp, một ngày sau khi ra lệnh cho các nhà chức trách nỗ lực hết sức để giảm thiểu thiệt hại từ trận bão được phân loại là rất mạnh. Cơ quan khí tượng Nam Hàn thì cho hay gió rất là mạnh và mưa lớn dự báo diễn ra trên toàn quốc cho đến ngày thứ Ba, với sóng rất cao ở vùng duyên hải. Theo dự báo thì Hin Nam No đi di chuyển theo hướng đông bắc đến Sapporo của Nhật Bản. Nhật Bản và Nam Hàn thì phân loại bão theo 4 nhóm, gồm từ bình thường cho đến rất mạnh. Bão rất mạnh thường mang theo gió 118 mile một giờ và cảnh báo được phát đi cho các thành phố ở tại miền Nam như là Gwangju, Busan, Daegu và Ulsan. Theo sau cảnh báo ở đảo Jeju, thành phố Busan và vùng lân cận vừa trải qua đợt mưa cuối tuần qua với dự báo mưa trên toàn quốc trong ngày hôm nay và ngày thứ Ba. Đến nay thì chưa xảy ra thương vong, mặc dù có hơn 100 người phải đi di tản và ít nhất là 11 công trình bị hư hỏng vì lũ lụt. Lãnh đạo chính quyền quân phiệt Miến Điện công du Nga lần thứ nhì trong 2 tháng. Thưa quý vị, lãnh đạo chính quyền quân phiệt Miến Điện hôm nay đã công du Nga, chuyến đi thứ nhì của ông trong vòng chưa đầy 2 tháng, khi quân đội Miến Điện cố gắng củng cố một vài đồng minh ngoại giao ít ỏi do nước này phải chịu áp lực quốc tế ngày càng lớn. Tướng Min Aung Hlaing bị cấm đại diện Miến Điện tại phần lớn các cuộc họp quốc tế
Kể từ khi phát động cuộc đảo chính đầu năm ngoái, lật đổ chính quyền dân cử của bà Aung San Suu Kyi, chuyến viếng thăm Moscow đầu tiên trên cương vị lãnh đạo Miến Điện diễn ra vào tháng 6 năm ngoái, khi hai bên cam kết đẩy mạnh hợp tác quân sự. Ông mới sang thăm Nga hồi tháng 7, được Nga gọi là chuyến đi cá nhân. Moscow là một trong những nước đầu tiên lên tiếng ủng hộ chính quyền quân phiệt sau cuộc đảo chính, khi đất nước bị quốc tế lên án vì sử dụng võ lực với những người phản đối. Truyền thông nhà nước Miến Điện cho hay, ông sẽ dự một hội nghị thượng đỉnh kinh tế, đến thăm các công trình lịch sử, trường đại học và nhà máy. Các bộ trưởng và quan chức quân đội Miến Điện sẽ gặp người tương nhiệm và xây dựng hợp tác hữu nghị. Nga cung cấp vaccine COVID-19 cho Miến Điện, và Miến Điện dự tính nhập cảng xăng dầu của Nga để bảo đảm nguồn cung cấp khi Nga tìm nguồn khách hàng mới giữa các lệnh trừng phạt của Tây Phương vì xâm lược Ukraine. Chính quyền quân sự Miến Điện cũng bị một loạt lệnh trừng phạt nhắm vào các tướng lãnh và mạng lưới kinh doanh của quân đội. Liên Hiệp Quốc và các nhà hoạt động cáo buộc quân đội Miến Điện thực hiện hành động tàn bạo và phạm tội ác chống lại nhân loại, kêu gọi cộng đồng quốc tế không bán võ khí cho Miến Điện. Chile bác bỏ hiến pháp mới. Người dân tại Chile đã bỏ phiếu chống hiến pháp mới vào hôm Chủ nhật và bác một trong những hiến pháp tiến bộ nhất thế giới. Trong khi gần 80% người dân Chile bỏ phiếu để soạn thảo hiến pháp mới vào năm 2020, gần 62% cử tri đã bác hiến pháp mới. Phát ngôn viên là Caro Cariola của cuộc vận động đã chấp thuận hiến pháp mới thừa nhận thất bại vào tối Chủ nhật ở trung tâm Santiago, nhưng nói rằng nhiệm vụ soạn thảo hiến pháp mới vẫn còn hiệu lực. Và Tổng thống Gabriel Boric thì cho hay nội các sẽ được sắp xếp lại và chính phủ sẽ soạn thảo bản hiến pháp khác. Ông cho biết rằng chính phủ phải lắng nghe tiếng nói của nhân dân, không chỉ hôm nay mà còn trong những năm qua. Sự bất bình của dân chúng vẫn âm ỉ và chính quyền không thể phớt lờ được. Tổng thống cho biết là ông sẽ phối hợp với Quốc hội và các tầng lớp khác trong xã hội để mà soạn thảo hiến pháp khác với các bài học từ sự phản đối vào hôm Chủ nhật. Các đảng trung tả và cánh hữu vận động phản bác hiến pháp mới cũng đồng ý thương thảo để mà soạn thảo hiến pháp khác. Nhà phân tích chính trị là Cristobal Bellolio cho hay có hai lý do để mà giải thích những gì vừa xảy ra. Thứ nhất là sự phản đối của chính quyền Boric. Thứ hai là vấn đề thổ dân và những vấn đề khác. Hiến pháp bị cử tri phản bác là phản hồi với những cuộc biểu tình bạo lực lan rộng toàn quốc vào cuối năm 2019 và tập trung vào các quyền xã hội, môi trường, bình đẳng giới và quyền thổ dân, hoàn toàn khác hiến pháp thân thiện với thị trường từ thời chế độ độc tài Augusto Pinochet. Nhà chức trách Pakistan đang hối hả ngăn chặn hồ nước lớn nhất nước này vỡ bờ và nhấn chìm những thành phố lân cận sau trận lũ lụt chưa từng thấy, trong khi cơ quan quản lý thảm họa hôm nay loan báo thêm 24 người thiệt mạng vì lũ lụt. Cơ quan quản lý thảm họa quốc gia cho biết, mưa lớn kỷ lục và sông băng tan chảy trên dãy núi ở miền Bắc gây ra lũ lụt ảnh hưởng đến hơn 33 triệu người, làm ít nhất 1.300 người thiệt mạng, trong đó có 458 trẻ em. Lũ lụt theo sau đợt nắng nóng kỷ lục vào mùa hè. Chính phủ và Liên Hiệp Quốc đều cho rằng khí hậu biến đổi dẫn đến thời tiết khắc nghiệt và hạn hán nghiêm trọng. Nhà chức trách hôm Chủ nhật đã xả nước từ hồ nước ngọt lớn nhất Pakistan, di tản hơn 100.000 người với hy vọng xả đủ nước để ngăn hồ vỡ bờ và nhấn chìm các khu vực dân cư đông đúc. Nhưng mực nước tại hồ ở tỉnh Sindh vẫn còn ở mức cao nguy hiểm. Lãnh đạo tỉnh phụ trách tưới tiêu cho biết mực nước tại hồ Mancha chưa giảm xuống. Ông không cho biết nhà chức trách có xả nước một lần nữa hay không. Lũ lụt trở thành gánh nặng lớn cho nền kinh tế hiện đang cần sự hỗ trợ từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF. Liên Hiệp Quốc kêu gọi 160 triệu đô la để cứu trợ các nạn nhân lũ lụt. Nhưng Bộ trưởng Tài chánh Mr. Ismail nói rằng thiệt hại cao hơn nhiều con số đó. Ông cho hay ước tính tổng thiệt hại lên đến gần 10 tỷ đô la. Các chuyến bay cứu trợ từ Liên Hiệp Quốc và các quốc gia khác như Turkmenistan và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE tiếp tục đổ đến Pakistan. Trong khu vực lũ lụt cũng đang đe dọa Sri Lanka,
trong khi mưa lớn làm gián đoạn cuộc sống ở thủ phủ công nghệ Bangalore của Ấn Độ. Người dân Bolivia đã giành lại đường phố trong ngày người đi bộ. Người đi bộ đã giành lại đường phố ở thủ đô Bolivia vào hôm Chủ nhật khi mà đất nước tạm thời cấm toàn bộ xe cộ lưu thông trên đường phố. Ở tại La Paz, từ những đường phố bình thường tắc nghẽn, nay không còn có một chiếc xe nào và trở thành sân chơi cho các nghệ sĩ đường phố, diễn viên và nhiều hoạt động thể thao khác. Vào ngày Chủ nhật đầu tiên của tháng 9 kể từ năm 2011, là ngày quốc gia người đi bộ và xe đạp nhằm nâng cao nhận thức môi trường cho dân chúng. Nhiều người cũng xem sự kiện này là dịp kỷ niệm 17.000 hectare được bảo vệ ở tại Bolivia, bao gồm các công viên quốc gia và khu bảo tồn động vật hoang dã. Thưa quý vị, tin tiếp theo nói về khói xe có thể nguy hiểm hơn với phụ nữ vì làm tăng mức protein liên quan đến xơ cứng động mạch. Các nhà nghiên cứu cho biết ô nhiễm trên đường có thể ảnh hưởng lớn hơn đến phụ nữ so với nam giới. Theo cuộc nghiên cứu, trong đó 10 tình nguyện viên gồm 5 nam và 5 nữ được yêu cầu hít khói xe trong 4 giờ đồng hồ. Khói diesel có vẻ làm tăng mức protein liên quan đến bệnh tim mạch. Cuộc thí nghiệm được thực hiện 3 lần, mỗi lần cách nhau 1 tháng với nồng độ diesel khác nhau. Ở hai giới, các nhà nghiên cứu phát hiện thay đổi trong thành phần máu liên quan đến viêm nhiễm trùng và bệnh tim mạch. Nhưng phụ nữ có mức protein liên quan đến chứng xơ cứng động mạch cao hơn. Điều này làm tăng nguy cơ lên cơn đau tim hoặc đột quỵ, mặc dù cần nghiên cứu thêm để khẳng định nguy cơ này. Giáo sư Niloufer Mukhiji, đồng tác giả cuộc nghiên cứu của Đại học Manitoba ở Canada cho hay, đây là kết luận sơ bộ, nhưng nó cho thấy tiếp xúc khói diesel có ảnh hưởng khác nhau ở phụ nữ. Kết quả nghiên cứu được trình bày tại Hội thảo quốc tế Hội hô hấp Âu Châu ở Barcelona. Những bằng chứng trước đây cho thấy phụ nữ có phản ứng miễn dịch cao hơn với những chất kích thích đường thở của họ như bụi trong nhà. So với nam giới, một bằng chứng khác cho thấy phụ nữ dễ bị nhiễm trùng đường hô hấp và bệnh suyễn. Theo tiến sĩ Samuel Kai, nhà dịch tễ học môi trường của Đại học Leicester, kết luận này cần được diễn giải một cách thận trọng vì đó chỉ là kết quả từ 10 người tiếp xúc với chất ô nhiễm trong thời gian ngắn, không tương xứng với thế giới thật. Bản tin vừa rồi đã kết thúc phần tin thế giới của Việt TV chiều nay và sau phần thông tin thương mại, chúng tôi sẽ trở lại với quý vị trong phần tin Việt Nam.